Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 18 tháng 12, 2016. Bắc Kinh thông báo chấp nhận trả lại Mỹ chiếc tàu lặn khảo sát nước biển. Việt Nam và Malaysia phản đối Trung Quốc bố trí vũ khí ở Trường Sa trong lúc Philippines im lặng. Mỹ oanh kích lực lượng Daesh ở thành phố Palmyra tại Syria để phá hủy vũ khí của Nga. Kính thưa quý thính giả, Bắc Kinh thông báo sẽ trả cho Mỹ chiếc tàu lặn không người lái bị Hải quân Trung Quốc chiếm đoạt hôm thứ Năm ngoài khơi Philippines. Bộ Quốc phòng Trung Quốc trong thông cáo ngày 17 tháng 12 không nói rõ khi nào trao trả, nhưng Lầu Năm Góc xác nhận hai bên đã đạt được thỏa thuận. Qua Twitter, Tổng thống tân cử Donald Trump tuyên bố Trung Quốc muốn lấy tàu thì cứ lấy, nhưng ông dọa là sẽ cứng rắn hơn. Đây là điểm báo trước quan hệ Mỹ-Trung sẽ căng thẳng thêm với chính quyền Trump. Từ Washington, thông tấn viên Jean-Louis Pourté phân tích. Chưa có chi tiết rõ ràng về việc chiếc tàu lặn không người lái sẽ được Trung Quốc trao trả như thế nào và vào lúc nào. Tuy nhiên, vụ xung khắc này, cho dù được dàn xếp ổn thỏa, sẽ để lại nhiều hậu quả. Theo giới chuyên gia về Trung Quốc, đây là thêm một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh muốn thôn tính phần lớn Biển Đông. Sự kiện Trung Quốc tịch thu thiết bị quan sát hải dương của Mỹ cũng là một tín hiệu cảnh báo gửi đến Tổng thống tân cử Hoa Kỳ. Ông Donald Trump trong giai đoạn tranh cử không bao giờ tỏ ra mềm mỏng với Trung Quốc. Sau khi đắc cử, ông đã hai lần chọc giận Bắc Kinh. Lần thứ nhất là cuộc điện đàm với Tổng thống Đài Loan, một chuyện hy hữu chưa bao giờ xảy ra giữa Mỹ và Đài Loan từ năm 1979 đến nay. Tiếp theo đó, ông Donald Trump lại đặt lại nguyên tắc một nước Trung Hoa. Nhà tỷ phú New York không chấp nhận sự kiện Trung Quốc chiếm giữ tàu lặn của Mỹ. Trước khi Bắc Kinh loan báo trả lại, ông Donald Trump viết trên mạng Twitter: Trung Quốc ăn cắp tàu lặn không người lái của Mỹ và đem về nhà, một hành động chưa từng thấy. Ông Trump dường như không ưa gì Trung Quốc, mà cũng không hữu hảo mấy với chính tả. Một lỗi trong thông điệp tweet của ông đã làm trò cười cho cộng đồng mạng. Trong vòng có vài hôm mà ông Trump đã sai lỗi chính tả hai lần. Jean-Louis Pourté, Washington, RFI. Trong bản thông cáo, Bộ Quốc phòng Trung Quốc chỉ trích Mỹ đã làm âm ỉ vụ việc tàu ngầm chỉ gây bất lợi cho việc dàn xếp. Về tình hình căng thẳng tại Biển Đông, ngay sau khi vụ Trung Quốc bố trí vũ khí trên các đảo nhân tạo trong tai họ ở quần đảo Trường Sa được tiết lộ, hai nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc là Việt Nam và Malaysia đã lên tiếng phản đối. Trong lúc, nước trước đây rất cứng rắn với Bắc Kinh là Philippines lại tỏ thái độ dè dặt. Trọng Nghĩa cho biết thêm chi tiết. Về phản ứng của Việt Nam, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình ngay từ hôm thứ Sáu đã tuyên bố hết sức quan ngại và tái khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Theo ông Lê Hải Bình, Việt Nam xin trích phản đối mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, phản đối các hoạt động quân sự hóa, đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Hết lời trích. Về phần Malaysia, nước này cũng có phản ứng cứng rắn, nhưng thận trọng hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia ông Hishmamuddin Hussein cho biết sẽ gửi thư cho đồng nhiệm Trung Quốc Thường Vạn Toàn để hỏi rõ vấn đề. Theo nhân vật này, nếu quả đúng là Bắc Kinh đang bố trí các hệ thống phòng không trên các đảo nhân tạo ở Trường Sa, thì xin trích Malaysia sẽ bị buộc phải tìm giải pháp chống lại. Việc ông Hussein yêu cầu Bắc Kinh làm sáng tỏ vấn đề được cho là hoàn toàn thừa thãi vì chính Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công khai thừa nhận việc họ đưa vũ khí đến Trường Sa vì đó, xin trích, là lãnh thổ của Trung Quốc. Điểm đáng chú ý nhất là phản ứng của Philippines. Theo Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay, Manila sẽ không làm bất kỳ điều gì liên quan đến việc Trung Quốc triển khai vũ khí tại Trường Sa, vì Manila, xin trích, không thể ngăn chặn Trung Quốc vào thời điểm này. Theo hãng tin Mỹ AP, khi được hỏi là liệu Philippines có ra tuyên bố về vụ việc hay yêu cầu Bắc Kinh giải thích hay không,
Ngoại trưởng Philippines khẳng định rằng nước ông sẽ không làm bất kỳ điều gì có thể gây căng thẳng với Trung Quốc, làm tổn hại đến hòa khí giữa hai bên. Quan điểm chiều lòng Trung Quốc được chính Tổng thống Philippines Duterte xác nhận thêm vào hôm qua, khi ông cho biết sẽ tạm gác qua một bên phán quyết về Biển Đông của Tòa trọng tài thường trực La Hay, vì ông không muốn áp đặt một điều bất lợi cho Trung Quốc. Còn trong quan hệ Mỹ-Phi, không đầy 24 giờ đồng hồ sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte lớn tiếng hăm dọa hủy bỏ thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ đặt chân lên lãnh thổ Philippines, Đại sứ quán Mỹ tại Manila đã ra thông cáo khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với chính quyền của ông Duterte để giải quyết bất cứ mối lo ngại nào. Bản thông cáo được đưa ra sau khi Tổng thống Duterte lớn tiếng đả kích Washington về việc một cơ quan viện trợ Mỹ đã rời việc gia hạn một khoản viện trợ lớn cho Manila vì những quan ngại đáng kể trong lĩnh vực nhân quyền. Cho dù Washington chưa có quyết định dứt khoát, nhưng ông Duterte đã lập tức nặng lời công kích, đe dọa ăn miếng trả miếng, cho rằng Hoa Kỳ nên chuẩn bị rời khỏi Philippines, chuẩn bị đón nhận quyết định hủy bỏ Hiệp ước Tham vấn Quân sự VFA. Đây là thỏa thuận ký năm 1998 cho phép Mỹ luân chuyển lực lượng qua Philippines để tham gia tập trận chung hay giúp đỡ chống khủng bố. Nhà Trắng chưa thấy có phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống Philippines, nhưng phát ngôn viên phủ Tổng thống Mỹ Josh Earnest từng xác định rằng Hoa Kỳ sẽ không phản ứng công khai mỗi lần ông Duterte có những tuyên bố thiếu xây dựng. Về tình hình bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh bất trắc chính trị tại Seoul cũng như chuyển tiếp tại Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa James Langford đã bay sang Hàn Quốc để trấn an đồng minh Bắc Á. Ngày hôm qua, tại Seoul, Thượng nghị sĩ James Langford kêu gọi Hàn Quốc không nên lo ngại. Theo ông, hai viện quốc hội Mỹ luôn luôn quan tâm đến tình hình bán đảo Triều Tiên. Tổng thống tân cử Donald Trump không bỏ rơi cam kết chiến lược giữa hai nước vì quan hệ Mỹ-Hàn vượt lên trên mọi cuộc bầu cử cũng như các vị tổng thống. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc thông báo bỏ lệnh trừng phạt 5 thương thuyền của Bắc Triều Tiên. Ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho biết xóa tên 5 chiếc tàu biển của Bắc Triều Tiên trong danh sách 31 chiếc thương thuyền bị trừng phạt từ ngày đầu tháng 3 sau loạt thử nghiệm tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ủy ban trừng phạt Bình Nhưỡng cho rằng 5 chiếc tàu này không thuộc quyền khai thác, cũng như không phải là nguồn kinh tài của công ty Ocean Maritime Management, một công ty của Bắc Triều Tiên có tiếng vận chuyển vũ khí và hàng hóa phi pháp cho chế độ khép kín này. Vào tháng 11, Hội đồng Bảo an đã tăng cường biện pháp cấm vận kinh tế, giới hạn nguồn thu nhập do xuất khẩu của Bình Nhưỡng đến 25%. Cũng trong vùng Bắc Á, Bắc Kinh tiếp tục báo động đỏ về ô nhiễm không khí. Trong vòng 6 ngày kể từ ngày 16 tháng 12, Bắc Kinh phải áp dụng hàng loạt các biện pháp nghiêm ngặt để lớp bụi mù ô nhiễm đang bao trùm thành phố không kéo dài quá lâu. Giao thông luân phiên theo biển số chẳng lẻ đã được triển khai. Nhiều trường học đóng cửa, nhiều nhà máy ngưng hoạt động. Từ Thượng Hải, thông tín viên Angelique Forge cho biết thêm thông tin. Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã thông báo danh sách 1.200 nhà máy phải giảm hay ngừng hoàn toàn hoạt động trong thời gian báo động về ô nhiễm không khí. Trên danh sách này, người ta thấy, chẳng hạn một công ty tinh chế đường, một nhà máy luyện gang thép hay một xưởng sản xuất mì ăn liền. Tất cả các cơ sở sản xuất này nằm gần Bắc Kinh và thải nhiều khí gây ô nhiễm bầu trời thành phố. Để đảm bảo các doanh nghiệp tuân thủ quy định này, nhà chức trách đã thông báo tổ chức đội thanh tra tại các nhà máy. Mục tiêu là thúc đẩy chương trình chống ô nhiễm mà chính quyền đã triển khai từ hôm thứ Sáu. Bởi vì mặc dù đã có báo động, nhưng mức độ ô nhiễm với các hạt tử li ti vẫn rất cao. Và theo dự báo, tình hình vẫn chưa được cải thiện trong 2 ngày tới đây. Tổng cộng, có 22 thành phố ở miền Bắc Trung Quốc ban hành tình trạng báo động đỏ về ô nhiễm không khí giống Bắc Kinh. Giảm ô nhiễm không khí là một cam kết lớn của nhà chức trách Trung Quốc. Theo một nghiên cứu, ô nhiễm không khí ở Trung Quốc gây ra cái chết cho 1,6 triệu người dân vào năm ngoái. Angelique Forget, Shanghai RFI. Về tình hình Syria, Hội đồng Bảo an ngày hôm nay bỏ phiếu về một nghị quyết mà Pháp đã đệ trình, yêu cầu bảo đảm an toàn cho công cuộc sơ tán người dân Aleppo đang bị kẹt trong vùng của quân nổi dậy và đang bị quân đội Syria bao vây để chiếm lại. Dự thảo nghị quyết của Pháp được Mỹ ủng hộ, đề nghị cử quan sát viên quốc tế đến Aleppo để giám sát công việc sơ tán, nhưng Nga lại không đồng ý và có thể sử dụng quyền phủ quyết.
Vẫn theo dự thảo nghị quyết trên, Hội đồng Bảo an bày tỏ thái độ hết sức quan ngại về tình hình dân cư Aleppo và yêu cầu Tổng thư ký tại chức Ban Ki-moon cho triển khai nhanh chóng ở Aleppo các nhân viên cứu trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc hiện có mặt tại Syria để giám sát tình hình và trực tiếp quan sát việc sơ tán. Theo AFP, nguyên nhân khiến cho việc di tản thường dân Aleppo bị chậm trễ là do bất đồng cũng trong việc sơ tán dân chúng, nhưng ở những nơi khác. Bất đồng trên số người được di tản ở Fua và Kafraya, hai nơi thuộc tỉnh Idlib, dưới sự kiểm soát của chế độ Damas, nhưng đang bị quân nổi dậy bao vây. Theo thỏa thuận giữa các bên, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ cho quân nổi dậy, cùng với Nga và Iran, thì việc di tản dân cư hai nơi nói trên phải diễn ra cùng một lúc với vùng Aleppo lân cận. Phe nổi dậy chấp nhận cho 1.500 người sơ tán, trong lúc Iran đòi đến 4.000 người. Dân cư ở nơi này phần đông theo hệ phái Shia cùng hệ phái tôn giáo với người Iran. Trước thảm cảnh của nạn nhân chiến sự tại Aleppo nói riêng và Syria nói chung, hàng ngàn người đã xuống đường vào ngày hôm qua tại Đức và Pháp để tố cáo cuộc chiến tranh đang diễn ra ở Syria và đặc biệt là tại Aleppo, nơi mà thường dân bị kẹt trong bẫy rập, trong đó có rất nhiều trẻ em. Hãng tin Pháp AFP trích số liệu của cảnh sát Đức cho biết là đã có gần 3.000 người tham gia hai cuộc biểu tình tại Berlin, ở trước tòa nhà Quốc hội và ở trên một quảng trường đông đảo người qua lại ở trung tâm thủ đô nước Đức. Người biểu tình muốn thức tỉnh dư luận, mà theo họ vẫn thờ ơ trước thảm cảnh tại Aleppo. Họ đã phất cờ Syria và đốt nến trước Quốc hội Đức, dương cao các biểu ngữ như "Trẻ em Aleppo đang kêu gọi chúng ta", "Aleppo trong máu lửa mà thế giới lại đứng nhìn". Cuộc biểu tình do Hiệp hội Adopt a Revolution tổ chức, tập hợp được rất nhiều thanh niên người Đức và cộng đồng người Syria và người Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Pháp, biểu tình cũng tập hợp được hàng trăm người tham gia tại Paris cũng như một số thành phố lớn khác như Lille ở miền Bắc, Strasbourg ở miền Đông hay Marseille ở miền Nam. Tình hình Syria ở khúc quanh mới sẽ được Nga và Iran ủng hộ chế độ Damas và Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ phe nổi dậy gặp nhau bàn luận vào ngày 20 tới đây, tin này do Tehran thông báo. Trong khi đó, cũng tại Syria, Mỹ oanh kích Daesh gần thành phố Palmyra. Theo AFP, khoảng 40 chiến binh Daesh ở Syria đã bị liên quân quốc tế do Hoa Kỳ chỉ huy oanh kích chết. Trận không kích diễn ra 2 ngày trước gần thành phố Palmyra sau khi lực lượng thánh chiến bất ngờ chiếm lại khu vực này từ tay quân Nga và Syria 7 tháng sau khi bị đánh đuổi. Hôm thứ Sáu, Liên quân quốc tế chống Daesh loan báo oanh kích phá hủy nhiều vũ khí nặng từ chiến xa cho đến hệ thống phòng không mà thánh chiến tịch thu được của Nga và lực lượng Damas ở thành phố cổ Palmyra. Theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria cho biết thêm, thì trận oanh kích này đã giết chết ít nhất 38 chiến binh Daesh và diễn ra gần phi trường quân sự. Theo AFP, trong những tháng gần đây, Liên quân quốc tế do Hoa Kỳ chỉ huy không can thiệp vào Palmyra và các vùng lân cận vì nơi đây là địa bàn hoạt động của Nga và quân đội chính phủ Syria. Cách này một tuần, Daesh đã bất ngờ tung quân tái chiếm thành phố cổ, lấy được nhiều vũ khí nặng của Nga. Cuộc can thiệp của Mỹ diễn ra sau khi Nga than phiền bị mất Palmyra vì Hoa Kỳ không hợp tác về quân sự. Nhờ trận oanh kích này mà lực lượng của Damas đã ghi được một ít tiến triển ở chiến trường phía Tây. Tướng Mỹ Stephen Stouson, chỉ huy trưởng chiến dịch không kích Daesh ở Syria và Iraq cho biết Mỹ phải phá hủy các loại vũ khí nặng này trước khi nó trở thành mối đe dọa cho liên quân quốc tế. Tổng thống Venezuela gia hạn việc sử dụng giấy bạc lớn 100 Bolivar. Trước các khó khăn của dân chúng đang phải gánh chịu vì nạn đổi tiền, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào ngày hôm qua thông báo gia hạn việc sử dụng tờ giấy mệnh giá 100 Bolivar cho đến ngày 2 tháng Giêng năm 2017. Trên nguyên tắc, loại giấy bạc 100 Bolivar có mệnh giá lớn nhất được lưu hành cho đến nay đã chính thức mất giá trị từ hôm thứ Năm vừa qua. Người dân đã phải đến đổi tiền mới hay ký thác vào ngân hàng và thời hạn chót để làm việc này là tối thứ Năm. Thời hạn do chính quyền đề ra quá cấp bách, ngân hàng bị quá tải, chật nghẹt người nên làm không xuể. Tệ hại nhất
là giấy bạc mới vẫn không có. Tại một đất nước mà đại bộ phận dân chúng luôn sử dụng tiền mặt, 40% dân chúng không có tài khoản ngân hàng, nhiều người đã nhanh chóng bị thiếu hụt tiền mặt để mua hàng cần thiết, nhất là trong bối cảnh mùa lễ Giáng sinh. Tình hình rất hỗn loạn, biểu tình mọi nơi, nhiều cửa hàng bị cướp bóc. Phát biểu từ phủ tổng thống vào hôm qua, ông Maduro đã giải thích là sở dĩ các giấy bạc mới chưa đến được, đó là do các hành vi xin trích, phá hoại được chỉ thị từ nước ngoài. Tiếp theo đây là phần tin ngắn. Hôm nay, Nhật bắt đầu tiêu hủy 210.000 gia cầm ở Hokkaido để hạn chế dịch cúm gia cầm lây lan. Đây là chiến dịch tiêu hủy gia cầm diện rộng lần thứ 5 kể từ đầu mùa đông năm nay tại Nhật Bản từ khi virus gia cầm được phát hiện tại nhiều trang trại chăn nuôi. Không chỉ tiêu hủy gà vịt, nhà chức trách còn cấm vận chuyển gia cầm và các chế phẩm từ gia cầm trong những vùng trang trại gần có ổ dịch. Tại Hàn Quốc, mọi người đang nôn nóng chờ phiên tòa xét xử pháp sư cố vấn của nữ tổng thống. Vào ngày mai, bà Choi Soon-sin, người được cho là cố vấn thân cận của nữ tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, sẽ phải ra tòa để trả lời về những cáo buộc lạm quyền. Phiên tòa mở ra có thể giúp mọi người thấy rõ trình tự của một vụ bê bối đã dẫn đến việc đương kim tổng thống bị đề nghị truất phế và đã kéo hàng triệu người dân xuống đường để thể hiện nỗi bất bình. Theo hãng tin Mỹ AP, phiên tòa xét xử vụ Choi Soon-sin, người bạn tâm giao 40 năm của bà Park Geun-hye, sẽ là phiên tòa lớn nhất kể từ năm 2014 đến nay. Vào khi ấy, tư pháp Hàn Quốc xét xử thủy thủ đoàn của chiếc phà Seoul bị chìm, làm cho hơn 300 người chết, chủ yếu là thanh thiếu niên. Úc phải trở thành một nước Cộng hòa sau khi nữ hoàng Anh qua đời. Người đưa ra lời kêu gọi này là Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull, chính trị gia có lập trường đòi nước Úc phải do người Úc lãnh đạo. Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Mời quý thính giả theo dõi một điểm tuần báo do Mai Vân biên soạn. Điểm tuần báo. Chủ lực của quân đội Hoa Kỳ tại vùng Tây Thái Bình Dương cho đến nay thường là hải quân và không quân. Tuy nhiên, mới đây, tư lệnh lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương, Đô đốc Harry Harris, đã cho rằng lục quân Mỹ cũng nên đóng một vai trò tích cực hơn bằng cách thành lập những đội có thể gọi là lục quân hải chiến, đặc trách việc tiêu diệt chiến hạm đối phương. Nguyệt Sang, The Diplomat, trụ sở tại Nhật Bản trong số tháng 12, đã có bài nêu bật chiến thuật mới này. The Diplomat trước hết nhắc lại sự kiện Đô đốc Harris trung tuần tháng 11 vừa qua, trong một tham luận độc tại Washington, đã cho biết rằng ông muốn lục quân Mỹ thành lập các đơn vị mới chuyên trách nhiệm vụ diệt hạm để răn đe chiến hạm của đối phương của Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương, bao gồm các biển Hoa Đông lẫn Biển Đông. Đối với Đô đốc Harris, vai trò của bộ binh cần phải được phát huy, trong đó có việc tiêu diệt các chiến hạm bằng cách sử dụng các hệ thống tên lửa chống hạm đặt ở trên bờ. Theo ông, đúng với truyền thống thì lục quân sẽ mang đến những thế mạnh của họ, đó là nhân lực, hỏa lực và năng lực. Lực lượng thủy quân lục chiến cũng có thể đóng một vai trò tương tự trong tương lai. Các yếu tố trung tâm của một chiến lược phòng thủ như vậy sẽ được bố trí chung quanh các hòn đảo có thể ngăn chặn không cho các đối thủ tiềm tàng như Hải quân Trung Quốc chẳng hạn ra được vùng biển khơi ở miền Tây Thái Bình Dương. Đô đốc Harris giải thích, tôi nghĩ đến một nơi ở vùng Tây Thái Bình Dương mà ta có thể bố trí các hệ thống vũ khí ở nhiều chỗ. Các hệ thống này sẽ đặt các đối thủ tiềm tàng ở Biển Đông, Biển Hoa Đông, Biển Nhật Bản vào vòng nguy hiểm. Trong bài phát biểu của mình, thì Đô đốc Harris cũng đã nêu bật các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông và cho rằng ông rất quan ngại trước các động thái quyết đoán của Trung Quốc. Các hệ thống vũ khí có thể được triển khai bao gồm các loại pháo tự hành Paladin, hệ thống pháo phản lực cơ động và hệ thống tên lửa chiến thuật của lục quân. Hệ thống này sẽ được nâng cấp để có thể tấn công các mục tiêu di động trên đất liền và trên biển.
Bước tiếp theo là phải giúp cho lục quân Mỹ hiểu rõ tình hình của vùng biển là mục tiêu giám sát, và điều này sẽ đòi hỏi những thay đổi trong học thuyết của lục quân Mỹ. Điểm quan trọng cần lưu ý là mọi vai trò phòng thủ bờ biển mới được giao cho lục quân Mỹ đều phải được thực hiện trong sự phối hợp chặt chẽ với các đồng minh trong khu vực, đi đầu là Nhật Bản. Quý thính giả đang theo dõi mục điểm tuần báo của đài RFI. Lược nhìn các hồ sơ lớn được chạy tít trên trang bìa các tạp chí Pháp tuần này, thời sự nóng bỏng hình như đã nhường bước cho lịch sử và cuộc sống hàng ngày với các chủ đề rất khác biệt. Courrier International và Le Point thì đều chú ý đến hoạt động gián điệp. Tuy nhiên, nếu Le Point tập trung trên tình báo Pháp, tựa trang bìa, thì Courrier International cảnh báo về những gián điệp ngay tại nhà, bao quanh chúng ta, theo dõi chúng ta hàng ngày ngay trong nhà. Đó là những vật dụng kết nối mà chúng ta sử dụng hàng ngày, từ máy hút bụi thông minh cho đến chiếc tủ lạnh của các bạn, có thể cung cấp những dữ liệu cá nhân cho các công ty, tập đoàn sản xuất. Riêng tạp chí Express, dưới dòng tựa cũng trên trang bìa, Nga, đế chế phản công, đã dành một hồ sơ đặc biệt về đất nước của ông Putin nhân dịp năm tới đây là năm kỷ niệm 100 năm cách mạng Nga 1917. Tờ báo điểm lại chuyển biến lớn trong 100 năm qua với nhận định trong phần mở đầu. 100 năm sau cách mạng 1917, Nga đã không bỏ mô hình truyền chế mà ngược lại nữa là khác. Đối với Express thì đây là một khoảng mênh mông, mong manh mà tương lai đè nặng lên tương lai của chúng ta. Trong loạt phóng sự của L'Express nêu lên các vấn đề từ kinh tế khó khăn với các trừng phạt của châu Âu, đời sống dân vùng biển Caspi, cho đến cuộc chiến của tin tặc Nga. Có lẽ đáng chú ý nhất, giúp hiểu rõ suy nghĩ của người Nga và vì sao ông Putin được uy tín như vậy, là bài về thanh niên thế hệ Putin và các chiếc bóng của Saint Petersburg. Tại thành phố từng có tên là Leningrad, phóng viên của Express tỏ vẻ ngạc nhiên khi ghi nhận là mỗi người ở đây đều gìn giữ kỷ niệm thành phố bị bao vây thời Thế chiến thứ hai và số người chết không kể xiết, 1.800.000 người, trong đó gần 1.000.000 thường dân. Nhưng cho dù thế, ở đây thì các lập luận đầy tính quân sự chủ nghĩa của chế độ Nga vẫn có sức thu hút. Mở đầu bài phóng sự ở Saint Petersburg, phóng viên của Express ghi nhận trước tiên là ai đặt chân đến Nga, ở đấy vài ngày thì có cảm giác là chiến tranh gần kề. Một sắc lệnh vừa được ông Putin ký đã tố cáo châu Âu bành trướng về mặt địa chính trị và tìm cách phá vỡ sự ổn định khu vực và toàn cầu. Trên đài truyền hình nhà nước thì một nhà báo nổi tiếng thân cận Điện Kremlin đòi biến Mỹ thành tro bụi hạt nhân. Người Nga, theo cảm nhận của phóng viên Express, giờ đây đã hừng hực khí thế, sẵn sàng chiến đấu. Tại Saint Petersburg vào đầu tháng 10, thì lãnh đạo tại đây cũng đã ra lệnh trữ một lượng lúa mì đủ để cho mỗi cư dân có thể sử dụng trong 20 ngày trong trường hợp khủng hoảng. Theo bài phóng sự, tại thành phố này, cũng như tại các nơi khác ở Nga, các khóa huấn luyện bán quân sự ngày càng thu hút đông đảo người tham gia. Thanh niên chen nhau ghi danh học kỹ thuật chiến đấu, cách sử dụng vũ khí trong các hiệp hội gọi là yêu nước. Một cựu quân nhân và giám đốc một hiệp hội giải thích, khi các nhà ngoại giao bất đồng với nhau, thì dân chúng cảm thấy họ phải bảo vệ đất nước. Nhưng giải thích về mặt tâm lý người Nga hiện nay mà đa số sẵn sàng đi theo Putin, thì bao phóng sự trích giải thích của một nhà báo kim sử gia Nga cho là phần lớn người Nga đã bị chấn động trước sự sụp đổ của Liên Xô đầu thập niên 1990. Họ cảm nhận đó là một nỗi nhục nhã, và ngày nay họ mơ ước phục hồi lại cường quốc của họ. Mơ ước có hành động kinh thiên động địa, hành động anh hùng và chấp nhận sự nói láo của một nhân vật như Putin. Nhà báo này phân tích một cách chân thật là đại bộ phận người Nga không hiểu nhiều về thế giới họ đang sống, nhưng chịu ảnh hưởng của chế độ và giáo hội chính thống giáo, họ rất ghét phương Tây. Chính quyền Nga không có khả năng vạch ra một chính sách phát triển bền vững cho nước Nga, cho nên đã ca ngợi quá khứ,
cho đó là tột đỉnh vinh quang. Tạp chí Lox tuần này cũng nhìn lại lịch sử, nhưng là lịch sử Trung Quốc, cũng từng có một thời kỳ vẻ vang với bài Con đường tơ lụa. Tạp chí tóm lược trong phần dẫn nhập: Trung Quốc, sườn sản xuất của thế giới, đã đầu tư hàng tỷ để củng cố các con đường thương mại. Một câu chuyện bắt đầu từ cách đây 21 thế kỷ. Đây là đề án kinh tế chính trị của ông Tập Cận Bình, vạch ra những con đường thương mại to lớn, băng qua châu Á bằng đường bộ, đánh vòng lục địa này bằng đường biển. Cho nên, đã được chỉ định bằng tên tiếng Anh Uber. Báo chí Trung Quốc cũng như nước ngoài thì gọi đó với một cái tên thơ mộng hơn, con đường tơ lụa mới. Theo bài báo, chương trình này được gửi lên từ năm 2013 và đã được nhắc đến nhiều lúc gần đây trên báo chí. Thế như Bắc Kinh muốn tranh thủ tình hình lộn xộn mà Tổng thống tân cử Mỹ làm dấy lên đối với ngành ngoại giao Mỹ để đẩy các con tốt của mình. Tác giả bài báo thử tìm hiểu xem, thật ra thì cái tên con đường tơ lụa có ý nghĩa gì đối với người Trung Hoa. Cụm từ con đường tơ lụa không phải là xưa lắm, chỉ mới được một nhà địa lý người Đức đưa ra cuối thế kỷ 19, trong lúc mà thực tế thì đã tồn tại hơn 2.000 năm. Theo bài viết, bị đe dọa ở miền Tây Bắc, các hoàng đế nhà Hán đã tìm đồng minh nơi những lãnh chúa ở các vùng hiện nay là Trung Á như Uzbekistan hay Afghanistan. Một sứ giả Hán vào năm 100 trước công nguyên đã đến đây. Khi trở về nước đã mô tả những điều lạ được chứng kiến, từ lạc đà cho đến ngựa quý. Phía Hán có thể trao đổi với vật quý của mình, đó là tơ lụa mà họ giữ bí quyết sản xuất. Như thế, thương nhân Trung Quốc với loại hàng quý báu này đã bắt đầu lên đường. Con đường tơ lụa đã ra đời. Họ đi từ thủ đô Trường An và dần dần trên đường rẽ sang nhiều hướng, xuống Ấn Độ qua Iran đến tận bờ biển Syria hiện nay, lúc ấy thuộc đế quốc La Mã. Các mệnh phụ La Mã rất ưa thích loại lụa nhẹ, mềm mại này đến từ một nước xa xôi mà họ gọi là Serike, tức xứ của tơ lụa. Nhưng phải đợi đến Marco Polo thì sự hiếu kỳ về Trung Quốc ở châu Âu mới lên đỉnh cao. Cho đến thế kỷ 18, Trung Quốc là một cường quốc thương mại hàng đầu. Nhưng cách mạng công nghiệp thế kỷ 19 đã mang lại cho châu Âu thế mạnh công nghệ, tài chính và sản xuất, đè bẹp phần còn lại của thế giới. Theo bài báo, thì con đường tơ lụa chỉ gợi lên đối với người Trung Hoa kỷ niệm về một thời kỳ huy hoàng. Và khi làm sống lại con đường này ngày nay, thì ông Tập Cận Bình muốn nhắn nhủ với thế giới là thời kỳ huy hoàng đó đang trở lại. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Vừa rồi là một điểm tuần báo do Mai Vân biên soạn. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với các tạp chí sau đây. Thế giới đó đây, chủ đề chính, Trung Quốc, chơi siêu xe, chịu siêu thuế. Tạp chí này do Thùy Dương biên soạn. Tiếp theo đó là một thể thao hàng tuần, bóng đá Thái Lan vẫn ngự trị đỉnh cao Đông Nam Á, anh Vũ trình bày. Cuối cùng là chúng tôi xin phát lại tạp chí âm nhạc John Holiday, chàng rocker Made in France do Thanh Phương giới thiệu. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bắc Kinh chấp nhận trả lại Mỹ chiếc tàu lặn khảo sát nước biển. Việt Nam và Malaysia phản đối Trung Quốc bố trí vũ khí ở Trường Sa, trong lúc Philippines tỏ ra dè dặt. Mỹ oanh kích lực lượng Daesh ở thành phố Palmyra tại Syria để phá hủy vũ khí của Nga. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương biên soạn. Chủ đề chính hôm nay là Trung Quốc, chơi siêu xe thì chịu siêu thuế. Tạp chí này đã được phát ngày hôm qua. Thưa quý vị, trong tạp chí Thế giới đó đây ngày hôm nay, xin mời quý vị nghe các chủ đề: Trung Quốc,
chơi siêu xe, chịu siêu thuế. Pháp, thanh thiếu niên bắt đầu uống rượu, hút thuốc lá và cần sa muộn hơn trước đây. Đỉnh cao ô nhiễm môi trường khiến Pháp phải trả giá đắt về kinh tế. Quả trà là cứu tinh cho nền kinh tế Tunisia. Hươu cao cổ rơi vào danh sách các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Trung Quốc, chơi siêu xe, chịu siêu thuế. Thông điệp mới của chính phủ Trung Quốc gửi tới các đại gia có thú chơi siêu xe rất rõ ràng. Từ ngày 1 tháng 12, các xe hơi hạng sang có giá trên 1,3 triệu nhân dân tệ, tương đương với 177.000 euro, sẽ bị đánh thuế đặc biệt lên tới 10%. Quả là muốn khoe giàu thì phải e cổ ra mà đóng thuế. Quyết định này nhằm kêu gọi người dân khiêm tốn hơn khi mua sắm xe hơi, đồng thời để hạn chế các loại xe hơi tiêu tốn nhiều nhiên liệu. Đối với các hãng xe hơi Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, Bentley hay Rolls-Royce, Trung Quốc là thị trường xe hơi lớn nhất thế giới và cũng là thiên đường siêu xe, nên quyết định này của Bắc Kinh quả là một tin xấu. Tuy nhiên, đây không phải là quyết định đáng ngạc nhiên vì nó đã nằm trong chiến dịch đấu tranh chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình nhắm vào các quan chức cao cấp trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Biện pháp này cũng nhằm hạn chế người giàu phô trương tài sản một cách lộ liễu, quá đà trong bối cảnh bất bình đẳng xã hội ngày càng gia tăng. Trên thực tế thì các đại gia Trung Quốc thường là quan chức cao cấp hoặc là người làm ăn trong lĩnh vực tư nhân. Họ có thú chơi xe siêu sang và thường lái xe nhập từ châu Âu. Đây không phải là lần đầu tiên chính phủ Trung Quốc tìm cách hạn chế nhập xe hơi cao cấp. Trước đây, các siêu xe bị đánh thuế nhập khẩu lên tới 35%, chưa kể thuế giá trị gia tăng và thuế phát thải khí CO2. Với biện pháp này, Trung Quốc đã từng là một trong những quốc gia mà các siêu xe Ferrari hay Bentley có giá cao nhất thế giới. Thế nhưng, điều đó cũng không kìm hãm được nhu cầu chơi siêu xe của những người dân Trung Quốc lắm tiền nhiều của. Từ năm 2013 đến năm 2015, số siêu xe Rolls-Royce tiêu thụ ở Trung Quốc đã giảm từ 946 xuống còn 517 xe. Nhưng gần đây, các hãng xe hơi lại bán được rất nhiều xe hơi đắt tiền, đặc biệt là số xe Ferrari bán ra đã tăng 26% trong quý 2 năm nay. Không chỉ đánh thuế siêu cao đối với các loại xe siêu đẳng cấp, Bắc Kinh sẽ mạnh tay áp quota xe hơi siêu sạch trong những năm tới để hạn chế ô nhiễm không khí tại những nơi đông dân. Mục tiêu mà chính phủ Trung Quốc đặt ra là đến năm 2018, 8% số xe hơi bán ra trên thị trường Trung Quốc là xe điện hoặc xe chạy bằng xăng điện. Con số này sẽ phải tăng lên thành 12% vào năm 2020 và đến năm 2025, Trung Quốc sẽ phải đạt mục tiêu bán được 3 triệu xe sạch, tức là nhiều gấp 3 lần so với hiện nay. Kế hoạch này của chính phủ Trung Quốc khiến các hãng xe hơi Mỹ đặc biệt lo ngại, vì họ vẫn đi sau châu Âu và Nhật Bản trong việc chế tạo xe hơi tiêu thụ ít nhiên liệu. Trong một báo cáo, Đài quan sát chất gây nghiện và chứng nghiện hút của Pháp cho biết giới trẻ bắt đầu uống rượu, hút thuốc lá và cần sa ở độ tuổi muộn hơn so với 11 năm trước đây. Cơ quan này trích dẫn kết quả một cuộc khảo sát năm 2014 cho thấy thiếu niên Pháp bắt đầu uống rượu khi được 15 tuổi 2 tháng, bắt đầu hút thuốc lá vào tuổi 14. Tính trung bình, thanh thiếu niên Pháp bắt đầu hút thuốc muộn hơn 8 tháng và hút cần sa muộn hơn 4 tháng so với con số thống kê của năm 2005. Xu hướng này có thể được giải thích bằng việc giới trẻ dành nhiều thời gian xem TV và lướt net hơn trước đây. Nếu vào năm 2003, chỉ có 23% giới trẻ lướt net mỗi ngày, thì vào năm 2015, con số này tăng lên 83%. Thêm vào đó, các bậc phụ huynh thường là hình mẫu lý tưởng cho mắt con trẻ cho tới khi các em 12-13 tuổi, cũng hút thuốc và uống rượu ít hơn so với trước đây. Điều này ảnh hưởng tích cực không nhỏ tới lối sống của các em. Và cuối cùng, theo Đài quan sát chất gây nghiện và chứng nghiện hút, đó là nhờ có chính sách phòng ngừa của nhà nước. Chẳng hạn, vào những năm 1990, hút thuốc ở các nơi công cộng khép kín được coi là chuyện hết sức bình thường, thì giờ đây chẳng còn ai làm thế nữa. Không chỉ bắt đầu hút thuốc, uống rượu muộn hơn trước đây, mà tỷ lệ giới trẻ hút thuốc, uống rượu thường xuyên cũng đã giảm, duy chỉ có tỷ lệ thanh thiếu niên hút cần sa thường xuyên là vẫn không đổi.
Đỉnh cao ô nhiễm môi trường đã khiến nhà chức trách Pháp phải triển khai biện pháp xe hơi lưu thông luân phiên theo biển số chẵn lẻ ở Paris và các vùng phụ cận, đồng thời miễn phí giao thông công cộng cho người dân. Đây là lần thứ tư trong vòng 20 năm mà nước Pháp áp dụng biện pháp này để hạn chế ô nhiễm không khí trong những ngày ô nhiễm lên đến mức đỉnh điểm. Chỉ tính riêng ở Paris và các vùng phụ cận, trong những ngày này, ngành đường sắt thiệt hại tới 4 triệu euro một ngày. Còn lưu thông xe hơi luân phiên theo biển số chẵn lẻ đặc biệt ảnh hưởng tới các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa. Tính trung bình, mỗi ngày các công ty này thất thu tới 90 triệu euro. Nhìn rộng hơn, theo một báo cáo của Ủy ban điều tra của Thượng viện, ô nhiễm không khí nói chung tác động tiêu cực tới toàn bộ nền kinh tế, khiến nước Pháp thiệt hại tới 100 tỷ euro một năm, tương đương với hơn 30% thiếu hụt ngân sách quốc gia. Không chỉ do các chi phí chăm sóc sức khỏe tăng, mà còn do năng suất lao động giảm. Số ngày người lao động nghỉ làm vì phải nhập viện điều trị bệnh tăng cao. Thêm vào đó là thiệt hại về hệ sinh thái và nông nghiệp. Theo báo cáo này, số ngày nghỉ của người lao động do ô nhiễm môi trường lên tới 650.000 ngày một năm. Còn về sản xuất nông nghiệp, ô nhiễm không khí đã khiến sản lượng lúa mì ở vùng phụ cận Paris giảm 10% so với các khu vực không bị ô nhiễm. Tại Tunisia, trồng trọt chế biến xuất khẩu quả trà là một trong những ngành năng động nhất. Năm nay, xuất khẩu trà đã đạt mức kỷ lục về số lượng chỉ sau xuất khẩu dầu ô liu mang về cho Tunisia 465 triệu dinar ngoại tệ, tức là khoảng 189 triệu euro. Về giá trị thì Tunisia là nước xuất khẩu trà đứng đầu trên thế giới. Quả trà được trồng quanh năm ở miền Nam và nuôi sống khoảng 50.000 đến 60.000 hộ gia đình. Trà chỉ chiếm có 6% sản xuất nông nghiệp, nhưng lại chiếm tới 19% giá trị xuất khẩu nông nghiệp của nước này. Anh Ali, một người dân tỉnh Douz, sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực du lịch, giờ du lịch thất thu sau các vụ khủng bố năm 2015. Giống như nhiều người khác trong vùng, anh Ali chuyển sang kinh doanh trà là. Anh chia sẻ là trồng trà là nghề sương sống ở vùng Douz, thu hút rất nhiều nhân công. Có những người chỉ làm việc có 2-3 tháng một năm vào mùa thu hoạch trà Vào mùa này, đâu đâu người ta cũng nghe nói tới quả trà Nếu được mùa, giá tốt, ai cũng cười vui. Người dân chỉ đợi mùa thu hoạch để có tiền lo các việc lớn, như cưới xin, sửa sang nhà cửa. Còn nếu chẳng may mất mùa, thì chẳng còn gì hết. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế mới đây đã xếp hươu cao cổ vào danh sách các loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng. Hươu cao cổ là một trong những loài vật lớn nhất trên thế giới. Theo số liệu thống kê năm ngoái, trên toàn thế giới chỉ còn có khoảng 100.000 con, giảm 40% so với cách nay 30 năm. Nạn săn bắn trộm, diện tích sinh sống tự nhiên của loài hươu cao cổ bị thu hẹp do các hoạt động nông nghiệp và khai thác mỏ đã khiến loài động vật vốn được coi là biểu tượng của châu Phi ngày càng bị đe dọa. Theo một nghiên cứu gần đây, 3/4 các loài động vật và thực vật bị buôn bán bất hợp pháp, bị sử dụng vì mục đích giải trí hay sinh kế. Diện tích rừng bị thu hẹp, nhường chỗ cho diện tích chăn nuôi và trồng trọt, khiến cho 1/2 các loài động thực vật mất nơi sinh tồn tự nhiên. Thêm vào đó, biến đổi khí hậu cũng ảnh hưởng tới 1/10 các loài động thực vật. Nhiều loài động thực vật đã tuyệt chủng và với tốc độ nhanh gấp 10.000 lần so với thế kỷ 19. Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ ngày Chủ nhật, mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ trình bày. Bóng đá Thái Lan vẫn ngự trị đỉnh cao ở Đông Nam Á. Tạp chí thể thao. Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của chúng tôi. Hôm nay chúng ta đến với sân cỏ bóng đá Đông Nam Á. Thái Lan tiếp tục thống trị bóng đá Đông Nam Á, đăng quang ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2016 sau khi ngược dòng thắng thuyết phục Indonesia bằng tỷ số chung cuộc ở hai lượt trận chung kết 3-2.
bước vào chung kết AFF Cup 2016 gặp Indonesia, Thái Lan đã để thua 1-2 ở trận lượt đi trên sân khách. Nhưng các học trò của huấn luyện viên Kiatisak đã có một cuộc lội ngược dòng thành công với chiến thắng 2-0 khi trở về sân nhà tại Bangkok hôm thứ Bảy. Với chức vô địch lần này, tuyển Thái Lan trở thành đội bóng giàu thành tích nhất khu vực 5 lần đăng quang. Trong khi đó, đây cũng là lần thứ 5 Indonesia phải ngậm ngùi về nhì, trong đó có 3 lần thất bại trước người Thái. Thái Lan hoàn toàn xứng đáng với ngôi vô địch khi mà các cầu thủ của họ đã thi đấu rất ấn tượng tại giải năm nay, thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp so với tất cả các đội bóng của Đông Nam Á khác. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nhận định về đội tuyển quốc gia bóng đá Thái Lan. Khu vực Đông Nam Á thì phải nói rằng là Thái Lan cho tới giờ phút này vẫn có một cái đẳng cấp vượt trội hơn so với lại tất cả những cái đội trong khu vực. Cái điều thể hiện chúng ta thấy là rõ ràng là Thái Lan có một cái trình độ vượt trội hơn, họ có bản lĩnh hơn, họ có những cầu thủ chơi nồng cốt hơn, tốt hơn. Cái đội Indonesia trong cái mùa này họ chơi rất là chặt chẽ, rất tốt với cái tài cầm quân của ông Riddle. Và ông ta rất là biết người biết ta và đã áp dụng một cái lối chơi hết sức là cứng rắn để có thể hạn chế tất cả những cái hàng tấn công của tất cả các đội trong khu vực. Mặc dù ở cái trận ở vòng ngoài đó thì Indonesia có thua Thái Lan tới 4-2, nhưng mà khi họ chơi trên sân nhà thì họ vẫn thắng 2-1. Và trong cái trận đấu chung kết thì họ cũng thể hiện là một cái đội bóng có bản lĩnh. Tuy nhiên so với lại Thái Lan thì phải nói rằng là Thái Lan họ vẫn còn hơn. Thì tôi thấy là có 3 cái đặc điểm sau đây mà chúng ta có thể đánh giá được đội Thái Lan với sự dẫn dắt của một trong những cầu thủ huyền thoại của họ, Kiatisak. Việc thứ nhất phải nói là toàn bộ đội tuyển của đội Thái hiện tại đó, 23 người đều chơi ở trong Thái League, không có một cầu thủ nào chơi cho nước ngoài cả. Nhưng mà Thái League ở những cái mùa giải gần đây thì họ đã có những cái sự cải tiến rất là lớn, tức là họ học bóng đá Anh ở Premier League, rồi về tổ chức cái chất lượng của Thái League đã rất là tốt. Với cái việc Thái League đã có sự thay đổi về chất lượng, các cầu thủ Thái được chuẩn bị tốt, cái sự đầu tư của Thái Lan cho cái giải trong nước đã mang lại các cái hiệu quả rất là tốt. Cái điểm thứ hai mà chúng ta cần nói, tức là ở cái trận đấu cái lượt về đó, thì cái việc mà Kiatisak đã bố trí các cầu thủ mà vừa có kinh nghiệm, vừa có bản lĩnh, vừa trình độ để có thể chơi cái trận lượt về này, sau khi đã nhìn thấy cái lối chơi của Indonesia ở trận lượt đi, thì phải nói là Thái Lan hơn hẳn ở trong khu vực một cái đầu. Cái việc mà tôi muốn nói là nhấn mạnh cái chỗ, tức là mấy năm gần đây thì đội tuyển được giao cho Kiatisak, một trong những cầu thủ chơi rất là hay của Thái và đã rất là quen thuộc với Việt Nam, thì phải nói rằng là ta đã xây dựng cái đội tuyển có bản lĩnh, có tầm cỡ, đã mang lại cái chiến thắng này. Thì tôi thấy là cái việc mà Thái Lan đã thành công giành được tiếp tục AFF Cup nữa thì đó là một cái điều hết sức là xứng đáng. Và phải nói là trong cái trình độ trong khu vực thì Thái Lan vẫn còn hơn các cái đội trong khu vực rất nhiều. Dạ vâng ạ. Thưa ông, vậy nhìn trở lại với đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự lần này với rất nhiều kỳ vọng, nhưng rõ ràng là cho đến bây giờ có thể nói rằng là Việt Nam thất bại ở cái AFF Cup 2016 thì cũng không phải là cái điều gì đáng tiếc. Có hai cái điều mà chúng ta có thể nói về đội tuyển Việt Nam, tức là Nguyễn Hữu Thắng đã làm tất cả mọi việc để có thể xây dựng được một cái đội tuyển có một cái lối chơi rõ rệt, có bản lĩnh. Đội tuyển Việt Nam trong kỳ này đó thì người hâm mộ không thất vọng với cái việc, tức là chúng ta có những trận thắng, rồi đồng thời đến bán kết thì chúng ta có cái trận thua đáng tiếc trước Indonesia, rồi ở trên sân nhà chúng ta đã làm tất cả mọi chuyện để có thể lọt vào được cái vòng chung kết. Tuy nhiên cũng không có sự may mắn. Người hâm mộ cũng tiếc rẻ cho đội tuyển là bởi vì hàng phòng ngự của đội tuyển mặc dù được xây dựng như vậy nhưng mà bộc lộ rất là nhiều nhược điểm. Nhưng dù sao đi nữa thì cái đội tuyển Việt Nam hiện tại cũng đã mang lại cho người hâm mộ cái sự phấn khích, và người ta cũng động viên nhiều, và người ta cũng mong mỏi là nếu với cái đà này được chuẩn bị tốt và tiếp tục được đầu tư thì đội tuyển Việt Nam sẽ có những cái đột biến. Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mụi. Đúng là thất bại tại AFF Cup năm nay của đội tuyển Việt Nam dù có chút nuối tiếc, nhưng người hâm mộ và giới chuyên môn bóng đá ở Việt Nam vẫn hy vọng vào bóng đá nước nhà sẽ có được sức bật mới nhờ vào thế hệ cầu thủ trẻ. Tìm kiếm tài năng trong các giải trẻ đang là một quan tâm lớn của những người làm bóng đá Việt Nam. Giải bóng đá U21 quốc tế Báo Thanh Niên hôm nay khai cuộc tại Sài Gòn đang thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ và giới chuyên môn.
Nhân dịp này chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh với phóng viên thể thao Quang Tuyến của báo Thanh Niên, nhà tổ chức giải bóng đá U21 quốc tế. Ông cho biết về quy mô và tầm quan trọng của giải năm nay. Thưa anh và thưa quý vị khán giả, giải bóng đá U21 quốc tế của báo Thanh Niên tổ chức đến năm nay đã là lần thứ 10. Còn nếu tính chung cả giải U21 quốc gia luôn thì đây đã là lần thứ 20. Có nghĩa là trong suốt chặng đường dài 20 năm qua thì chúng tôi đã đều đặn tổ chức giải U21 quốc gia và quốc tế liên tục mỗi năm và không có sự gián đoạn nào. Và cứ qua mỗi năm như vậy thì tính chất của giải nó càng lúc nó càng có những thay đổi, và chất lượng cũng tăng lên, quy mô giải cũng mở rộng, giải thưởng cũng cao hơn, và công tác chuẩn bị cũng như là tiếng vang của giải nó rất là lớn và thu hút sự tham gia đông đảo của các đội bóng không chỉ trong khu vực Đông Nam Á mà còn nhiều đội bóng ở khu vực châu Á. Giải bóng đá U21 quốc tế năm nay thì ngoài việc hai đội bóng mạnh trong khu vực là Thái Lan và Myanmar cử hai đội tuyển chuẩn bị dự SEA Games sang năm tại Malaysia qua tham dự, thì chúng tôi còn đón nhận sự tham gia của hai nền bóng đá mạnh ở châu lục, đó là Hàn Quốc và Nhật Bản. Hàn Quốc và Nhật Bản đang tập trung các đội tuyển của mình cho những cái giải đấu lớn, vì vậy họ đã quyết định cử hai câu lạc bộ cũng có tên tuổi sang thi đấu ở giải U21 quốc tế, đó là Yokohama và Gangwon. Chất lượng của bốn đội quốc tế đã được các huấn luyện viên giải thích rất rõ ràng trong buổi họp báo ngày hôm nay tại khách sạn Lợi Nhất và được sự quan tâm của gần 150 phóng viên. Đây là một cái con số kỷ lục từ trước nay đối với lại cái giải U21 quốc tế, khi mà rất đông phóng viên đã tề tụ về thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị theo dõi cái giải U21 quốc tế. Và sau khi mà ban tổ chức giới thiệu danh sách của bốn đội bóng quốc tế thì tất cả đều công nhận rằng đây là giải đấu chất lượng nhất của U21 quốc tế từ trước đến nay, và hy vọng rằng là với cái trình độ của các câu lạc bộ từ Hàn Quốc, Nhật Bản cũng như lực lượng của hai đội Thái Lan và Myanmar đem sang rất mạnh, nó sẽ góp phần giúp cho các cầu thủ Việt Nam có cơ hội cọ sát để từ đó nâng chất trưởng thành chuẩn bị cho SEA Games sang năm. Còn về phía hai đội Việt Nam thì phải nói rằng là U21 của báo Thanh Niên Việt Nam là một đội bóng tuyển chọn từ những cầu thủ tốt nhất trong lứa tuổi đã tham gia vòng chung kết U21 quốc gia cũng như là tham gia giải bóng đá U19 châu Á vừa rồi và đã giành vé dự cái vòng chung kết World Cup sang năm tại Hàn Quốc. Đó là những cái cầu thủ có thể nói rằng là tốt nhất trong lứa tuổi U20 hiện nay, cộng với cầu thủ U21 giờ đã khẳng định được tên tuổi của mình trong thời gian vừa qua như là Phạm Tùng Tỉnh, Lâm Tuy Phong, Phạm Xuân Mạnh, Phạm Đức Huy, Phạm Tuấn Hải, thì có thể nói đây là cái lực lượng mà tương đối mạnh nhất của bóng đá trẻ Việt Nam ngay thời điểm này. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn đón nhận sự tham gia của đội U21 Hoàng Gia Lai là đội đương kim vô địch của giải U21 trong 2 năm liền. Và lần đầu tiên thì U21 Hoàng Gia Lai sau một năm là có thể nói là những cầu thủ trẻ được đưa đi Nhật Bản, Hàn Quốc thì họ đã tề tụ trở lại bí mật Hoàng Gia Lai, đó là Công Phượng và Xuân Trường. Thì có thể nói là chất lượng của U21 Hoàng Gia Lai không hề yếu sau mỗi năm, và lần này thì dưới sự trở lại của huấn luyện viên người Pháp Guillaume Rachen thì Hoàng Gia Lai rất tự tin khẳng định rằng là họ đến với giải đấu lần này và họ quyết tâm sẽ chinh phục giải U21 lần nữa. Và trong cuộc họp báo ngày hôm nay tại khách sạn Lợi Nhất thì không chỉ hai đội Việt Nam mà kể cả các đội nước ngoài cũng rất là tự tin. Huấn luyện viên của Isra của U21 Thái Lan và ông trưởng đoàn Tin Yo Hun của Myanmar đều tuyên bố là sẽ giành cúp ở giải lần này. Điều đó chứng tỏ rằng là các đội bóng khách mời cũng như các đội bóng Việt Nam đều thể hiện sự quyết tâm rất cao và rất mong muốn là sẽ thi đấu thật hay tại giải U21 quốc tế. Cho nên là ban giám khảo chúng tôi cũng rất tự tin giải đấu khai mạc ngày 18 này và sẽ kéo dài đến 27 sẽ thu hút khán giả và góp phần sẽ nâng chất cho bóng đá trẻ Việt Nam và từ đó giới thiệu được nhiều tài năng hơn cho đội tuyển quốc gia cũng như đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho các cái giải đấu lớn trong năm 2017. Thì đây là một giải đấu rất có ý nghĩa, nó sẽ góp phần giúp cho những người làm chuyên môn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhìn ra được những cái tài năng của mình để tiếp tục có những cái đầu tư đúng hướng cho họ được phát triển trong tương lai, và biết đâu sau này họ sẽ trở thành những tuyển thủ lớn của Việt Nam. Xin nghe cảm ơn nhà báo Quang Tuyến. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Tiếp tục chương trình và cũng để kết thúc chương trình ngày hôm nay, mời quý thính giả nghe lại tạp chí âm nhạc Johnny Hallyday, chàng rocker Made in France, do Thanh Phương giới thiệu.
Với hơn 55 năm đứng trên sân khấu, có thể nói Johnny Hallyday là một trong những ca sĩ tiếng Pháp nổi tiếng nhất và là một trong những nhân vật tên tuổi được báo chí Pháp nói đến nhiều nhất. Năm nay đã 73 tuổi, nhưng Johnny Hallyday chưa muốn giả từ nghiệp ca hát. Ông vẫn tiếp tục đi lưu diễn khắp nơi và trong tháng 10, 2016 lại ra thêm một album mới. Chính Johnny Hallyday là người đã phổ cập hóa nhạc rock and roll ở Pháp. Tuy sau đó, ông cũng đã hát nhiều thể loại nhạc khác, kể cả nhạc tập kỹ, nhạc ballad, nhưng rock vẫn là loại nhạc tiêu biểu cho tiếng hát của Johnny Hallyday. Có thể nói, ông là ca sĩ rock and roll không nói tiếng Anh duy nhất được khán giả quốc tế biết đến nhiều. Kể từ khi bước lên sân khấu, từ năm 1960 cho đến nay, Johnny Hallyday đã có hơn 180 lần đi lưu diễn, thu hút hơn 28 triệu khách và bán hơn 110 triệu đĩa, với 50 album thu trong studio và 29 album thu live. Tên thật là Jean-Philippe Smet. Johnny Hallyday sinh ngày 15 tháng 6 năm 1943 tại Paris. Từ khi mới 14 tuổi, cậu bé Jean-Philippe đã nhất quyết trở thành ca sĩ nhạc rock and roll sau khi khám phá Elvis Presley và loại nhạc này qua một bộ phim. Chàng rocker tương lai này, mà nay lấy tên là Johnny Hallyday, đã khởi đầu con đường nghệ thuật từ năm 1958 với cây đàn guitar, chuyên hát những bản nhạc rock của Mỹ được dịch hoặc phóng tác sang tiếng Pháp vào thời đó. Ngay từ năm 1960, Johnny Hallyday đã ký hợp đồng thu album đầu tiên, nhưng chỉ đến album thứ hai, Souvenir Souvenir, chàng ca sĩ trẻ này mới bắt đầu gặt hái được thành công. Có điều lối trình diễn táo bạo của anh, nếu như được giới trẻ lúc ấy tán thưởng cuồng nhiệt, thì lại bị những người luống tuổi chê bai. Tuy vậy, chính Johnny Hallyday đã khơi mào cho phong trào nhạc rock ở Pháp, đặc biệt là qua việc tham gia liên hoan nhạc rock đầu tiên tại Pháp vào năm 1961. Chỉ trong một thời gian ngắn, Johnny Hallyday đã nhanh chóng trở thành thần tượng của giới trẻ và là biểu tượng của thế hệ gọi là thế hệ dê dê của nước Pháp thời thập niên 1960. Các buổi trình diễn của anh bao giờ cũng đi kèm với những vụ lộn xộn, thậm chí bạo động, khiến cảnh sát phải nhiều lần can thiệp. Thập niên 1960 cũng là thời gian ra đời một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của Johnny Hallyday, Le Penitencier, phóng tác từ bài hát nhạc folk của Mỹ, The House of the Rising Sun. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Nhưng những năm cuối thập niên 1960, sự nghiệp của Johnny Hallyday lại gặp nhiều trắc trở, cho dù lúc đó anh có ra thêm một bài hát nổi tiếng khác, Noir c'est Noir, dịch từ bài hát Black is Black của George Ebert, một bài hát phản ánh tâm trạng u ám của chàng rocker lúc đó. Noir c'est Noir, il n'y a plus d'espoir, oui, gris c'est gris. C'est fini, oh, 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 ça me rend fou. J'ai cru à ton amour et je perds tout. Sang đến đầu thập niên 1970, Johnny Hallyday chuyển sang hát loại nhạc rock mạnh bạo hơn và những ca khúc với nội dung phản kháng.
nhưng sau đó anh cũng thả hồn theo nhiều giai điệu ballad và cũng bắt đầu thể nghiệm dòng nhạc country song song với những bài rock and roll đặc trưng cho phong cách của anh. Trong suốt những thập niên 1980-1990 cho đến những năm 2000, Johnny Hallyday trình diễn hết nơi này đến nơi khác và liên tục ra các album, với đỉnh điểm là album Song Pour Song ra vào năm 1999 do chính ông sáng tác và thực hiện. Đến hết năm 2000, album này đã bán được đến 2 triệu bản, phá kỷ lục đối với chính bản thân Johnny Hallyday. Các buổi trình diễn của Johnny Hallyday bao giờ cũng rất sôi động, hoành tráng và gây ấn tượng mạnh, như buổi trình diễn tại sân vận động Stade de France vào tháng 9 năm 1998, nam danh ca đã được trực thăng thả xuống nóc sân vận động và vài phút sau đó xuất hiện ngay giữa sân trong một làn khói trắng. Ngày quốc khánh 14 tháng 7 2007 cũng chính Johnny Hallyday, theo lời yêu cầu của Tổng thống Pháp, đã trình diễn miễn phí dưới chân tháp Eiffel trước hàng trăm ngàn khán giả. Gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, Johnny Hallyday này vẫn tiếp tục đi lưu diễn ở Pháp, Mỹ và Canada, và gần đây nhất là chuyến lưu diễn mang tên Restez Vivant Tour, tạm dịch là chuyến lưu diễn sống sót, suốt từ tháng 7 2015 cho đến nay. Trong khuôn khổ chuyến lưu diễn này, ngày 23 tháng 3 2016, tức là chỉ vài ngày sau khi xảy ra vụ khủng bố đẫm máu ở Bruxelles, Johnny Hallyday đã có một buổi trình diễn gây nhiều xúc động tại thủ đô nước Mỹ. Buổi trình diễn này đã được ghi hình thành album mới Restez Vivant Tour. Album sẽ được phát hành trước tiên bằng một đĩa CD ngày 21 tháng 10 2016 và sau đó là bằng đĩa DVD vào ngày 25 tháng 11 2016. Trong đĩa này, đặc biệt Johnny Hallyday hát lại ca khúc nhạc rock thuộc hàng kinh điển nổi tiếng từ thời thập niên 1950, đó là bài hát Blue Suede Shoes của Carl Perkins. Đó là một trong những bài hát đã đánh dấu cuộc đời của chàng rocker made in France, Johnny Hallyday. Well, it's one for the money, two for the show. When you get it ready now, don't die, go, don't you? Step on my blue suede shoe. Well, you know what I think about the step on my blue suede shoe. Knock me down, step on my face. Spot my name all over the place. You know what I think about the two. Honey, how's it like to? For my whole picture. The only thing I told when I do, honey, I'll come back to the bed. Come on, my blue face, you. Well, you can do anything, but they offer my blue. Come on, Paul. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi tạm biệt, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bắc Kinh chấp nhận trả lại Mỹ chiếc tàu lặn khảo sát nước biển. Việt Nam và Malaysia phản đối Trung Quốc bố trí vũ khí ở Trường Sa trong lúc Philippines tỏ thái độ dè dặt.
Mỹ oanh kích lực lượng Daesh ở thành phố Palmyra tại Syria để phá hủy vũ khí nặng của Nga. Trong chương trình ngày mai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Trọng Nghĩa trình bày. Trung Quốc đẩy mạnh quân sự hóa Trường Sa, Việt Nam cố sức đối kháng. Trọng Nghĩa phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Xin cảm ơn và xin tạm biệt quý thính giả.